Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong phong trào Hezbollah tại Liban ngày 3 tháng 10, các tay súng của lực lượng này đã gây thêm tổn thất nặng nề cho quân đội Israel tại khu vực phía nam Liban. Trong khi đó, một nguồn tin Israel cho biết Iran có kế hoạch bắn hơn 1.000 quả tên lửa vào Israel nếu Tel Aviv tấn công đáp trả cuộc tập kích tên lửa của Tehran đêm 1 tháng 10 vừa qua. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Theo kênh số 12 của Israel, các bình luận viên người Iran nhận định rằng quốc gia Hồi giáo có thể bắn 1.000 quả tên lửa tấn công Israel nếu Tel Aviv thực hiện cuộc tấn công đáp trả được tập kích tên lửa của Tehran tối mùng 1 tháng 10 vừa qua. Mục tiêu tấn công mới có thể bao gồm cả hạ tầng dân sự, chứ không dừng lại ở các cơ sở quân sự như cuộc tập kích vừa qua. Nguồn tin cho biết nhận định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeskian đêm mùng 2 tháng 10 cảnh báo rằng nếu Israel tấn công trả đũa Iran, Tel Aviv sẽ phải hứng chịu đòn giáng trả khốc liệt hơn từ phía Tehran. Cũng theo kênh số 12 của Israel, truyền thông Iran hôm qua khẳng định, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã bắn hơn 400 quả tên lửa vào Israel trong tối mùng 1 tháng 10, chứ không phải 181 quả tên lửa như công bố của phía Israel. Về cuộc xung đột tại chiến trường Liban, lực lượng Hezbollah đêm qua tuyên bố các tay súng của nhóm này đã loại khỏi vòng chiến đấu 17 sĩ quan và binh sĩ Israel trong các cuộc giao tranh mới nhất ngày 3 tháng 10 tại khu vực biên giới. Hezbollah khẳng định số thương vong thực tế còn có thể cao hơn do nhiều binh sĩ Israel bị thương nặng. Một nguồn tin Ả Rập cũng cho rằng quân đội Israel có thể mất tới hàng chục binh sĩ trong các cuộc đụng độ mới nhất với Hezbollah hôm qua. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel thông báo, trong ngày 3 tháng 10, có thêm một sĩ quan mang hàng đại úy tử vong do bị thương trong giao tranh ở phía Nam Liban một ngày trước đó, nâng tổng số quân nhân Israel thiệt mạng tại chiến trường Nam Liban lên 9 người, trong đó có 4 sĩ quan. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cho biết trong ngày hôm qua, Hezbollah đã bắn hơn 200 quả tên lửa tấn công nhiều khu vực khác nhau ở phía Bắc Israel, trong đó có Metula, Haifa và Galilee. Các cuộc tấn công không gây thương vong do nhiều quả tên lửa bị lưới phòng không Israel bắn hạ, số còn lại rơi vào khu vực chống trải. Ở trường ngược lại, lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu Hezbollah ở cả phía đông, phía nam Liban và ngoại ô thủ đô Beirut. Trong đó, các cuộc không kích vào phía nam Beirut đánh phá 15 mục tiêu, bao gồm trụ sở tình báo của Hezbollah trong một tuyên bố vào tối ngày 3 tháng 10, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, trung tướng Haji Halevi khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục đẩy mạnh tấn công Hezbollah cho tới khi đạt được mục tiêu đề ra là loại bỏ sự uy hiếp mà nhóm vũ trang Liban tạo ra đối với các cộng đồng dân cư phía bắc Israel. Không ngoài dự báo của giới phân tích, chiến dịch tấn công bộ binh của Israel và Liban đang phải trả giá đắt về cả nhân lực và khí tài. Theo đó, chỉ trong một ngày tác chiến, quân đội Israel đã mất tới 8 binh sĩ, trong khi hậu phương tiếp tục phải hứng chịu thêm nhiều đợt tập kích tên lửa dữ dội từ lực lượng đối địch. Thông báo chính thức tối ngày 2 tháng 10 của lực lượng phòng vệ Israel xác nhận các đơn vị tiên phong chiến dịch tấn công bộ binh vào phía nam Liban đã mất tới 8 quân nhân, trong đó có 3 sĩ quan mang hàm đại úy chỉ trong một ngày đụng độ với các tay súng Hezbollah. Đây là tổn thất nặng nề nhất với lực lượng phòng vệ Israel kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới bắt đầu gần một năm qua với phong trào Hezbollah. Không chỉ có vậy, lực lượng phòng vệ Israel còn được cho là có thể mất thêm 3 xe tăng hiện đại Merkava trong một cuộc giao tranh với Hezbollah. Lực lượng Hezbollah tối ngày 2 tháng 10 tuyên bố đã phá hủy 3 xe tăng Merkava bằng rocket khi các thiết giáp hạng nặng này đang tiến về phía làng Maroon Andras nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng phòng vệ Israel và Hezbollah. Một số nguồn tin Ả Rập khẳng định, Thông tin của Hezbollah là đáng tin cậy, trong khi quân đội Israel chưa đưa ra bình luận. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel xác nhận Hezbollah đã phóng tới 240 quả tên lửa tấn công vào khu vực phía Bắc Israel trong ngày 2 tháng 10, đánh dấu một trong những ngày nhóm vũ trang đối địch bắn phá dữ dội nhất vào Israel. Trong đó, cuộc tập kích ác liệt nhất ghi nhận diễn ra vào tối ngày 2 tháng 10 với khoảng 70 quả tên lửa được phóng đi từ miền nam Liban tấn công khu vực Tây Galilee. Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định các cuộc tập kích của Hezbollah không ra thương vong nhưng khiến còi báo động liên tục vang lên tại hàng loạt khu dân cư dọc biên giới. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng tạm quyền Liban Najib Mikati tối qua cáo buộc các cuộc tấn công của Israel và Liban đã khiến 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ông Mikati kêu gọi lập tức thực thi lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và Hezbollah, chấm dứt đổ máu và tàn phá đất nước Liban. Người đứng đầu chính phủ Liban bày tỏ hy vọng có thể triển khai 10.000 binh sĩ tới các khu vực phía nam đất nước trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn. Một tuần sau khi phát động chiến dịch không kích dữ dội chưa từng có mang mật danh Mũi tên phương Bắc vào Liban, từ sáng sớm ngày 23 tháng 9 đến đêm ngày 30 tháng 9, quân đội Israel bắt đầu triển khai bộ binh tấn công vào khu vực phía nam Liban để thực hiện hóa mục tiêu phá hủy các cơ sở của Hezbollah, qua đó tái lập an ninh và đưa hàng chục nghìn cư dân khỏi khu vực biên giới phía bắc Israel trở về nhà. Chiến dịch tấn công đã vấp phải làn sóng phản đối và lên án mạnh mẽ của chính phủ Liban, các quốc gia khu vực và dư luận quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2 tháng 10 cho biết, ông không ủng hộ Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo Tổng thống Biden, Mỹ cùng các đồng minh đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt Iran sau khi nước này phóng gần 200 quả tên lửa vào Israel. Phát biểu với báo giới ngày 2 tháng 10, Tổng thống Biden đã bác khả năng Israel tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhằm tới các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo Tổng thống Biden, lãnh đạo các nước G7 đều nhất trí rằng Israel có quyền đáp trả nhưng cần thực hiện một cách thích hợp. Tổng thống Biden cho biết các quan chức chính quyền của ông đã liên lạc với phía Israel sau cuộc tấn công của Iran vào ngày 1 tháng 10 nhằm thảo luận các bước tiếp theo. Tổng thống Biden cũng cho biết ông hy vọng sẽ sớm có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Iran ngày 1 tháng 10 đã phóng gần 200 quả tên lửa vào Israel và hành động này diễn ra không lâu sau khi Mỹ cảnh báo Israel về một cuộc tấn công của Iran. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jeff Sullivan đã gọi hành động của Iran là một leo thang đáng kể, mặc dù cuộc tấn công đã bị đánh bại và không hiệu quả. Cuộc tấn công chớp nhoáng của Iran được thực hiện sau gần một năm diễn ra xung đột giữa Hezbollah và các lực lượng Israel dọc biên giới giữa Israel và Liban cuộc xung đột này diễn ra song song với cuộc xung đột ở Gaza và đã khiến Hezbollah suy yếu sau khi Israel phá hủy hầu hết các cơ sở chỉ huy của nhóm này trong tháng qua. Tối ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa tầm xa tấn công vào Israel. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa năm, Iran tập kích tên lửa quy mô lớn trực tiếp vào Israel, đánh dấu bước đối đầu mới đáng lo ngại giữa hai cường quốc quân sự tại khu vực. Cuộc tấn công vào Israel bắt đầu khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 10 giờ địa phương. Ngay sau thông báo xác nhận, cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel IDF còi báo động vang lên tại hàng loạt thành phố và khu dân cư trên khắp Israel. Quân đội Israel tuyên bố đóng cửa không phận và yêu cầu các chuyến bay đến Israel đổi hướng. Đài phát thanh Israel cho biết, hơn 250 quả tên lửa được phóng đi từ Iran, tấn công nhiều khu vực khác nhau ở Israel, trong đó có một số căn cứ quân sự. Đến khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 10, quân đội Israel thông báo mối đe dọa tấn công từ Iran đã kết thúc và người dân nước này có thể ra khỏi nơi trụ ẩn. Không phận Israel được mở cửa trở lại và hoạt động tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv được khôi phục. Thông tin ban đầu cho biết, có hai người ở khu vực Tel Aviv bị thương, một tòa nhà ở phía bắc Tel Aviv trúng tên lửa và bị hư hại nặng. Ngay sau cuộc tấn công, nội các an ninh Israel đã tiến hành họp khẩn, bàn biện pháp đối phó, trong khi hội đồng tham mưu lực lượng phòng vệ Israel cũng tiến hành họp đánh giá hậu quả cuộc tập kích. Kênh số 13 của Israel cho biết, quân đội nước này sẽ căn cứ kết quả đánh giá hậu quả của tấn công để đưa ra các biện pháp đáp trả tương xứng. Trong khi đó, đài phát thanh Israel khẳng định đòn giáng trả của nước này với cuộc tấn công của Iran sẽ khác biệt. Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng biện pháp đáp trả sẽ được tính toán kỹ càng để đảm bảo không làm bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Tại Iran, vệ binh cách mạng hồi giáo nước này, IRGC ra thông báo xác nhận đã tiến hành cuộc tập kích với hơn 200 quả tên lửa đạn đạo tấn công vào Israel đợt tập kích kéo dài trong nửa giờ nhắm mục tiêu là các cơ sở quân sự trọng yếu tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng. IRGC khẳng định cuộc tấn công là hành động tự vệ chính đáng của Iran, theo pháp luật, được tiến hành theo quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao và nhận được sự ủng hộ của quân đội Iran nhằm đáp trả việc Israel sát hại thủ lĩnh chính trị phong trào Hamas Ismail Haniyeh, tổng thư ký phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah và chuẩn tướng Abbas Niforosan của IRGC IRGC cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công đáp trả nào từ phía Israel với cuộc tập kích tối ngày 1 tháng 10 sẽ bị giáng trả với cuộc tấn công có quy mô và mức tàn phá khủng khiếp hơn. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc và Ủy ban An ninh Quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran cũng đưa ra cảnh báo tương tự, nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động đáp trả nào từ phía Israel với cuộc tập kích tối ngày 1 tháng 10 của Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc đánh giá về hiệu quả của cuộc tấn công, đã có hơn 80 tên lửa đạn đạo đã đánh trúng các mục tiêu tại Israel. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa năm 2024, Iran tiến hành tập kích tên lửa quy mô lớn tấn công trực tiếp vào Israel. Trước đó, đêm ngày 13 tháng 4, Iran cũng phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào Israel. Để đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 10, khiến 7 vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Iran đã thông báo với Mỹ rằng Tehran không muốn leo thang chiến sự với Israel. Phản ứng với cuộc tập kích của Iran vào Israel tối ngày 1 tháng 10, giới chức Iraq và Jordani đã quyết định đóng cửa không phận để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, lực lượng Houthi ở Yemen ra tuyên bố khẳng định tấn công trực diện vào Israel là biện pháp hiệu quả duy nhất để ngăn chặn Israel tàn sát người Palestine. Nhóm vũ trang lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ Mỹ tại Iraq nếu Washington hỗ trợ Israel tấn công Iran. Trong một diễn biến đang chú ý, cảnh sát Israel đêm mùng 1 tháng 10 thông báo 8 người bị bắn thiệt mạng và 7 người bị thương trong cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở thành phố Jaffa. Lực lượng an ninh Israel đã tiêu diệt hai nghi phạm, tuy nhiên thông tin chi tiết về cuộc tấn công chưa được công bố. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, bộ binh nước này đã bắt đầu các cuộc đột kích giới hạn được khoanh vùng nhắm vào các mục tiêu và hạ tầng của phong trào Hepola ở một số ngôi làng phía Nam Liban. Những ngôi làng này được Hezbollah sử dụng để tạo ra mối uy hiếp đối với các cộng đồng dân cư tại Israel. Các cuộc tấn công được bắt đầu từ giữa đêm 30 tháng 9, ngay sau khi nội các an ninh Israel nhóm họp và phê chuẩn kế hoạch tác chiến mới tại mặt trận phía Bắc. Hoạt động tấn công bộ binh được tiến hành cùng với các cuộc không kích yểm trợ của lực lượng không quân và pháo binh. Quân đội Israel không đề cập thời gian và quy mô cụ thể của chiến dịch, song cho biết Công tác chuẩn bị cho kế hoạch này đã được tiến hành trong nhiều tháng. Lực lượng phòng vệ Israel cũng khẳng định chiến dịch tấn công vào Liban sẽ được tiến hành song song với hoạt động tác chiến tại giải Gaza. Theo các báo cáo, ngay trước khi chiến dịch bắt đầu, quân đội Liban đã rút lui để lại nhóm Hezbollah một mình đối mặt với lực lượng phòng vệ Israel. Một quan chức quân đội Liban giấu tên nói với NPR rằng đây là một luân chuyển từ các vị trí tiền tuyến dễ bị Israel tấn công. Lực lượng phòng vệ Israel cũng khẳng định các cuộc tấn công được hạn chế cả về quy mô và thời gian và Israel không có ý định chiếm đóng Liban lâu dài. Kế hoạch tác chiến vào Liban đã được nội các an ninh Israel phê duyệt trong cuộc họp đặc biệt. Mục tiêu hướng tới là khôi phục an ninh và đưa cư dân khu vực biên giới phía Bắc Israel được trở về nhà. Trong khi đó, truyền thông khu vực dẫn một tuyên bố của Hezbollah cho biết, các tài súng của lực lượng này đã đẩy lùi một cuộc đột kích của bộ binh Israel tại khu vực biên giới. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc giao tranh không được tiết lộ. Trước đó trong đêm 30 tháng 9, các nguồn tin Liban xác nhận quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc pháo kích và không kích dữ dội vào một số ngôi làng gần biên giới, dường như để chuẩn bị cho cuộc tấn công bộ binh vào Liban. Israel cho biết họ sẽ tiếp tục nhắm vào Hezbollah cho đến khi người dân Israel có thể an toàn trở về nhà ở miền bắc Israel, nơi gần biên giới Liban. Phó thủ lĩnh của Hezbollah Nam Kassem phát biểu trên truyền hình rằng lực lượng đã sẵn sàng cho cuộc giao tranh trên bộ. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 quan ngại về việc thế giới đang phải chứng kiến sự gia tăng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, điều có thể dẫn tới xung đột toàn Trung Đông. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, ông Philomen Yang, đã kêu gọi Israel, phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban khẩn trương hướng tới lệnh ngừng bắn. Trong bài phát biểu kết thúc phiên họp trung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Philemon Zhang đã bày tỏ quan ngại về việc thế giới đang phải chứng kiến sự gia tăng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah, điều có thể dẫn tới xung đột trên toàn khu vực Trung Đông. Ông Friedman Yang nhấn mạnh cần ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện ở khu vực vốn đã bất ổn này. Chủ tịch Giang cũng kêu gọi các nước có tầm ảnh hưởng gây sức ép lớn hơn với các bên để sớm đi đến đối thoại và đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cho rằng các nước đang cung cấp vũ khí cho khu vực Trung Đông cần từ bỏ ngay hành động này để tạo cơ hội cho hòa bình. Khi nhấn mạnh đàm phán và giải pháp ngoại giao được ưu tiên hơn hành động quân sự, Ông viện dẫn hiến trương Liên Hợp Quốc về thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình và nghiêm cấm sử dụng vũ lực nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế. Trong ngày cuối cùng của phiên họp chung, nhiều diễn giả cũng đã kêu gọi chấm dứt các hành động quân sự ở giải Gaza và Liban, cũng như chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch. Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Syri Basam Sabat lên án hành động quân sự nhằm vào người dân Palestine ở Gaza. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nicaragua cảnh báo thế giới đang đi hướng hòa bình. Sáng ngày 1 tháng 10, quân đội Israel tuyên bố chính thức mở chiến dịch tấn công trên bộ có giới hạn nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Bằng. Theo tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel, chiến dịch này nhắm vào các vị trí của Hezbollah tại các làng gần biên giới, được xem là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư ở phía bắc Israel. Thượng nghị sĩ Mark Kelly, chủ tịch tiểu ban Không bộ của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Đài NBC News tiết lộ Israel đã sử dụng bom MK-84 nặng 2.000 pound, tương đương 907 kg, để tiêu diệt thủ lĩnh của Hezbollah. Đây là lần đầu tiên phía Mỹ tiết lộ về loại vũ khí mà Israel sử dụng. Thượng nghị sĩ Kelly nói, chúng tôi nhận thấy việc sử dụng loại bom dẫn đường Jedam ngày càng tăng và chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp những vũ khí này. Jedam là viết tắt của Joint Direct Attack Munition, tức là bom tấn công trực diện phối hợp. Đây là loại bom thông minh có bộ điều khiển quỹ đạo bay gắn ở phần đuôi, Bộ điều khiển quỹ đạo của bom sử dụng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS làm tăng độ chính xác cho bom. JADAM sử dụng được trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết và có khả năng ném bom tự động. Ông nói quả bom nặng 2.000 pound được sử dụng để tiêu diệt Nasrallah là loại bom Mk84 hay Mk84. Bom GBU-31 JDAM được Mỹ nghiên cứu chuyển đổi từ MK-84, được liên quân sử dụng lần đầu tiên cho cuộc chiến tranh ở Afghanistan vào những năm 1990. Bom GBU-31 JDAM có thể ném từ độ cao 8 đến 24 km, không đòi hỏi phi công phải hạ thấp máy bay để tìm mục tiêu, nên phi công có thể thả bom từ độ cao an toàn. Reuters cho biết, quân đội Israel chỉ thông báo họ đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah trong một cuộc không kích nhưng từ chối bình luận về loại vũ khí được sử dụng. Lầu Năm Góc cũng không bình luận về phát biểu của Thượng nghị sĩ Kelly. Jedam có bộ điều khiển quỹ đạo bay gắn ở phần đuôi có thể chuyển đổi bom không điều khiển thành vũ khí dẫn đường chính xác. Mỹ là đồng minh lâu đời và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Israel. Ông Kelly cho biết việc Israel giết chết Nasrallah đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Theo báo Wall Street Journal, một số người thảo tin về vụ việc cho biết không quân Israel đã sử dụng tổng cộng khoảng 80 tấn bom để tấn công Bonke, nơi ông Nasrallah dùng làm trụ sở ngầm. Một sĩ quan cấp cao của Israel cho biết, cuộc tấn công tạo nên một loạt vụ nổ dây chuyền để xuyên thủng hầm ngầm. Thiếu tướng Daniel Hagari, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, hôm 29 tháng 9 cho biết, trong cuộc không kích hôm 27 tháng 9, hơn 20 thành viên Hezbollah các cấp độ khác nhau, có mặt tại trụ sở ngầm ở Beirut cũng bị tiêu diệt cùng thủ lĩnh Hassan Nasrallah, trong đó có người đứng đầu lực lượng bảo vệ an ninh của ông Nasrallah là Ibrahim Hussein Jazini. Một nhiếp ảnh viên của AFP có mặt tại hiện trường cho biết, vụ không kích của Israel đã để lại một miệng núi lửa có đường kính lên tới 5m. AFP dẫn lời ông James Dorsey, một chuyên gia về tình hình Trung Đông, nói rằng không còn nghi ngờ gì nữa, vụ không kích này thể hiện một cuộc chiến tình báo rất phức tạp. Vào ngày 28 tháng 9, theo giờ địa phương, lực lượng phòng vệ Israel đưa ra tuyên bố mới nhất cho biết họ đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah người Liban Hassan Nasrallah trong một cuộc không kích. Israel vẫn chưa bình luận về loại bom hoặc số lượng bom được sử dụng. Theo NBC News, phạm vi vụ nổ lớn hơn một khu phố trong nội thành. Richard Wynn, nhà nghiên cứu của Human Rights Watch, tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng vụ nổ có thể là do một quả bom xuyên phá nặng 2.000 pound do Mỹ sản xuất hiện có trong kho vũ khí của quân đội Israel, loại chuyên dùng để tấn công các mục tiêu dưới lòng đất gây ra. Thứ vũ khí có đặc điểm này là bom MK-84. Phát ngôn viên quân đội Israel đã đưa ra tuyên bố mới nhất và từ chối bình luận về việc bom MK-84 do Mỹ sản xuất được sử dụng để tấn công thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ở Liban. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm nay, các quan chức Mỹ tiết lộ rằng kể từ khi bùng nổ vòng xung đột mới giữa Palestine và Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã vận chuyển ít nhất 14.000 quả bom MK-84, cũng như một số lượng lớn bom loại 500 pound, khoảng 227 kg và tên lửa không đối đất Hellfire dẫn đường chính xác tới Israel. Người phát ngôn quân đội Israel đưa ra tuyên bố mới nhất từ chối tiết lộ cách thức tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah, Liban Nasrallah, nhưng nhấn mạnh rằng điều đó đã được xác nhận. Người phát ngôn cho biết khi quân đội Israel tiến hành cuộc không kích vào trụ sở của Hezbollah ở Beirut vào ngày 27 tháng 9, Nasrallah và một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah đã có mặt tại trụ sở ngầm. Khi được hỏi về khả năng tiến hành các hoạt động tấn công trên bộ và Liban, người phát ngôn nói lấp lửng Chúng tôi có nhiều loại công cụ và sẵn sàng sử dụng chúng. Đầu tiên, Israel cho nổ các mảnh nhắn tin vào bộ đàm nhằm vào Hezbollah ở Liban, sau đó tiến hành các cuộc không kích và bây giờ bắt đầu tấn công các thủ lĩnh cao nhất của tổ chức này. Mới đây, quân đội Israel cũng đã triển khai xe tăng và xe bọc thép tới khu vực biên giới phía Bắc. Điều này liệu có nghĩa là một cuộc tấn công mặt đất sắp xảy ra? các chuyên gia vấn đề trung đông cho rằng vụ nổ quy mô lớn của máy nhắn tin và bộ đàm cũng như các cuộc không kích tiếp theo do quân đội israel tiến hành đã gây ra thiệt hại tương đối lớn cho hezbollah ở liban vì nhiều chiến binh hezbollah ở liban đã thiệt mạng hoặc bị thương vấn đề tiếp theo là hệ thống thông tin liên lạc đã bị hư hỏng ở một mức độ nhất định việc tập hợp quân và ban hành lệnh chiến đấu sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó không loại trừ khả năng các cuộc tấn công trước đó đã mở đường cho các cuộc tấn công trên bộ tiếp theo mà israel có thể tiến hành Cập nhật diễn biến nóng về tình hình xung đột tại Trung Đông, sau khi nhà lãnh đạo Syed Hassan Nasrallah thiệt mạng, Hezbollah đang phải đối mặt với thách thức to lớn trong việc ngăn chặn kẻ thù không đội trời chung Israel xâm nhập vào hàng ngũ của mình. Một nguồn tin quen thuộc Israel chia sẻ với hãng tin Reuters rằng Israel đã dành 20 năm cho nỗ lực theo dõi Hezbollah và có thể tấn công ông Nasrallah bất kỳ khi nào họ muốn, kể cả tại trụ sở chính. Hai quan chức Israel cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các bộ trưởng thân cận của ông cho phép thực hiện vụ tấn công trong khi ông Netanyahu đang ở New York để có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông Nasrallah tránh xuất hiện công khai kể từ cuộc chiến năm 2006. Theo một nguồn tin quen thuộc với việc bảo vệ lãnh đạo, ông Nasrallah từ lâu vô cùng cảnh giác, hạn chế việc di chuyển và rất ít người được gặp. Nguồn tin cho biết vụ ám sát là kết quả của việc nhóm thân cận với ông Nasrallah bị người của Israel xâm nhập. Nhà lãnh đạo Hezbollah trở nên thận trọng hơn nhiều kể từ vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin một nguồn tin an ninh nắm được nội tình cho biết, vì lo sợ Israel ám sát, ông Nasrallah không dự đám tang các chỉ huy cấp cao Hezbollah và chỉ gửi bài phát biểu ghi hình để phát sóng vài ngày trước. Israel tuyên bố đã tấn công ông Nasrallah bằng cách thả bom xuống trụ sở ngầm của Hezbollah dưới tòa nhà dân cư phía nam thủ đô Beirut. Magnus Randstorp, chuyên gia kỳ cựu về Hezbollah tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển, cho rằng đây là một đòn giáng nặng nề và thất bại về tình báo đối với Hezbollah. Theo ông Randstorp, israel biết rằng ông nasrallah đang họp với các chỉ huy khác và họ đã tấn công ông ấy trung tá nadab sosani người phát ngôn quân đội israel trả lời báo chí rằng quân đội israel nắm được thông tin thời gian thực về việc ông nasrallah và các lãnh đạo đang họp nhưng không tiết lộ bằng cách nào israel biết điều này chuẩn tướng amichai levin chỉ huy căn cứ không quân hazerim của israel thông tin với các phóng viên là hàng chục quả đạn đã bắn trúng mục tiêu trong vòng vài giây ông levin cho biết chiến dịch này rất phức tạp và đã được lên kế hoạch từ lâu. Sau thông tin ông Nasrallah thiệt mạng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng gọi việc ám sát ông Nasrallah là hành động công lý cho nhiều nạn nhân của nhân vật này, đồng thời khẳng định Mỹ hoàn toàn ủng hộ quyền tự vệ của Israel trước các nhóm được Iran hậu thuẫn. Trong khi đó, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cho biết tất cả các lực lượng kháng chiến ở Trung Đông đều sẽ hợp sức ủng hộ phong trào Hezbollah và Israel sẽ phải hối tiếc vì những động thái của họ ở Liban. Ông tuyên bố toàn bộ mặt trận kháng chiến trong khu vực đều đứng về phía Hezbollah và ủng hộ họ. Theo ông Khamenei, mặt trận kháng chiến sẽ quyết định tương lai của khu vực Trung Đông, với Hezbollah đang ở tuyến đầu.